Cậu tự ước mơ sẽ chính thức lên sóng với tiết mục bóng bàn hoành tráng. Những ước mơ được bày tỏ theo lối đi của ba con nhưng là phong cách của con. Và con tin rằng chỉ cần có đam mê thì dù sớm hay muộn con cũng sẽ làm được. Liệu các bé có giữ vững được ước mơ trước ban bình luận khó tính? Con cũng đã từng từ bỏ karate. Nếu biết đâu có một ngày nào đó vô tình con lại từ bỏ vô Vietnam nữa thì sao? Ban bình luận và khán giả sẽ bị thuyết phục bởi cặp đôi cộng sự nào? Em nén nỗi đau bên trong và với cái đam mê của em thì em cháy hết mình. Cùng đón xem tập 1 phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 15 tháng 7 năm 2023 trên kênh HTV7.